Hồi thứ 60 Thám địa huyệt Trung hậu đổi chân dung Tới thương sơn Tuyên dương cưới chánh hậu Tuyên dương nói Quân sư chắc bị gió mà mang bệnh rét Nên nói những điều không trúng vào đâu Điều quyệt xem xuống mù mù Bảo người ta đi sau cho được Yến Anh Tâu Ngu thần đã có một ý Xin nói để thánh thượng tỏ tường bây giờ phải làm một cái giá xa cột cái giỏ bỏ người vào thòng xuống và dặn hễ khi nào giỏ thòng tới đấy thì phải giật dây làm hiệu tuyên dương nghe nói có lý liền nhận lời truyền làm y như vậy bỏ dây xuống hết 32 trượng mà chẳng hề thấy động tĩnh gì kế dây lát kéo cái giỏ lên thì thấy mất người còn lại giỏ không mà thôi yến anh lại tâu xin bắt gà trắng và chó đen vào, bỏ thòng xuống một lần nữa. Dây lát kéo vỏ lên, chó gà thấy điều mất hết, thấy còn những lông máu giấy cùng. Tiềm dường thấy sự lạ lùng, còn triều thần thấy điều kinh hãi. Trung hậu nhớ lại việc hồi trước đi đầu thai, Lê Sơn Thánh Mẫu có dặn rằng, tới 36 tuổi xuống địa huyệt mà đổi lốt thay hình, chừng ấy vợ chồng mới ân ái hơn nữa và về Thương Sơn dinh hiển với mẹ cha. Năm nay ta vừa ba mươi sáu chẳng sai ngoa, chắc là Thánh Mẫu mở địa huyệt dẫn ta đem xuống. Lúc ấy, Tuyền Dương thấy Trung Hậu cứ đứng làm thinh, mới nói rằng Quả nhân thiệt lạp vô phước đức bạc, nên trời sinh ra sự biến tai hoài. Như vậy chắc là gian Sơn rồi sẽ về ai, ngự thê dẫu có cũng không phương gánh giác. Thôi thôi, trẫm đành liều thác cho khỏi bề cực khổ sinh dân trời làm chi tai biến nhiều lần hết việc nọ lại lần qua việc khác trung hậu thấy thiên tử thở than như vậy bèn tâu rằng xin bệ hạ chớ đem lòng sầu não để thần hậu đi xem thử coi vật gì tuyên duyên nói trong địa huyệt chắc có yêu quái vậy ngựa thê chẳng nên đi nếu rủi như có bề gì thì gian sơn này lấy ai bảo hộ Thôi, phú mặt trời tới đâu hay đó, như ngựa thê đi thì bỏ trẫm ở lại sau đành. Thà là thế thác tử sinh, chẳng hơn nổi sinh ly tử biệt. Trung hậu nói Như bệ hạ chẳng cho tôi đi dò thám địa huyệt Thì cũng đành liều này Vậy chứ xưa nay những đứng anh hùng Ơn báo quốc nào ai sợ chết Chết vì nước thơm danh rạng tiếc Chẳng hơn là chết yểu chết già người ở đời sau trước chết cũng sa ma hơi đầu nghe việc gần xa mà sợ chung hậu nói rồi rút gươm ra tự giận, hai con xem thấy thất kinh còn tuyên dương cũng hoảng hồn liền bước tới cầm lấy cây gươm mà lại rằng việc ấy mặc ngựa thê định liệu chung hậu nói chết sống đều có mạng quả phước cũng tại trời như nay thần hậu đi xuống địa nguyệt thăm chơi sự hôn kiết ai đâu dám chắc. Vậy hãy mau đem tới đây 24 cái lục lạc và một cặp chim bồ câu trắng. Hệ thấy có một con chim bay lên, ấy là thần hậu đã tới đất. Còn nếu chẳng nghe tiếng kêu la và thà chẳng thấy chim này bay lên nữa thì đã bị yêu quái ăn thịt rồi. Thiên tử nghe nói tới đó liền cầm tay chung hậu mà nói rằng Thôi ngự thê đừng đi nữa, quả nhân không muốn Trung Hậu nói Dưới điều quyệt chưa hẳn có yêu quái Hay là có thiên gia bảo bối chẳng biết chừng Vậy nhờ hồng phước của chúa công Và cho thần hậu mượn cây long tuyền bảo kiếm Tuyên dương cực chẳng đã Đưa gươm cho Trung Hậu Trung Hậu hai tay tiếp lấy Rồi từ biệt thiên tử bước vào ngồi trong giỏ Tuyên dương và hai người con thấy điều rơi lụy Bá quan ai cũng động lòng Vợ chồng phân giả đã xong quân ngựa lâm liền thòng dây xả xuống. Lúc đó ai cũng đều thất sắc. Có một mình Yến Anh hớn hở vui mừng vì đã toán quẻ âm dương. Biết Trung Hậu xuống địa huyệt cải dung hoáng cốt. Nói về Trung Hậu khi đã vào ngồi trong giỏ, quân ngựa lâm cầm dây thả xuống, dây lát đã tới đáy hang, bốn phía đều tối mịt, một mình đứng chẳng vững chân, cái đó liền thả một con chim, Vừa tôi tìm giường ở trên thấy đường mừng rỡ. Còn Điền Côn với Điền Đơn lúc này đứng giữa thiên không lạy tạ, vái cùng thiên địa quỷ thần, cầu xin bảo hộ bình an, sẽ làm chay bảy ngày đêm đáp tạ. Còn khi Trung Hậu thả chim lên rồi, đứng ngó tứ phương dây lâu, thấy phía tây nam có một lỗ sáng chói như ngọn đèn. Ngó kỹ lại, dường như có yêu tinh chạy tới. Kế đó, nghe nổ một tiếng sấm gian trời in ỏi liền thấy sáng hết thảy như có mặt trời xem rõ một con yêu tinh mình cao một trượng tháo thước hai con mắt lồi ra như hột dịch bốn cái răng nhọn tựa nanh heo đầu đội kim quang có khảm nhiều minh kiến mình mặc lục bào hình giáp tay cầm cây nguyệt phủ tuyên qua trung hậu xem thấy thoáng qua bèn nghĩ rằng chắc con yêu này ăn người tử tù khi nãy nghĩ rồi liền hô gươm long tuyền sắp tới mắng rằng yêu quái không được vô lễ có chung nương nương ở đây con yêu ấy đáp rằng ta với mi thù oán rất lớn ở đây chờ đợi đã mười tám năm dư bây giờ gặp lại đây đố mi chạy đâu cho khỏi nói rồi Hô búa chém tới chung hậu cũng đưa gươm ra đỡ đánh được hồi lâu con yêu thôi chạy Trung hậu rượt theo Chạy được một đổi Con yêu dây mặt lại mà ngó trung hậu Rồi lắc đầu một cái Độn thổ biến đi Lúc này trung hậu ngó quanh quốc Chẳng thấy dấu tích gì Ngó qua lại phía bắc Phương thấy có một cái cửa đá thiệt là xinh tốt Bèn lại gần xem tỏ rõ Thấy có hai câu chữ đề rằng Nhược yếu thạch môn khai Đặng đãi vô diệm lai Nghĩa là Như muốn có cửa đá mở Phải chờ vô diệm tới Trung hậu xem rồi có ý mừng thầm Nhưng không biết chỗ đó là gì Mà lại có tên họ mình khắc vào đó Nghĩ như vậy Bèn lấy tay xô một cái Hai cánh cửa mở hoát ra Trung hậu bước vào Thấy có một tấm biển có bốn chữ thép vàng Hù dân giả hạt Trung hậu xem rồi đi cùng Nam Bắc Rồi lại qua phía đông Tây Thấy những là cảnh vật tốt tươi Hơn chiêu dương cung thập bội Lại thấy có hoa hài nhất đôi Và ngũ phụng kim quang Lại có một cái sim để lý sơn hà Và lại có một cái áo phụng bào nhật nguyệt Của ai để đó không biết Trung hậu cứ theo ngắm nghía xem hoài Ý muốn thâu lấy đem về cho mình Mà hiềm một nỗi đồ ấy nhỏ hẹp Trung Hậu lại ra sau nhà bếp, thấy trên bàn để đủ đồ ăn ê hề. Vẫn là chín cái đầu trâu, một con rồng đen, một con cọp đen và một con cọp vàng đều làm bằng bột. Lại có một cái bánh đen, một cái bánh trắng, một trái lê và lại có một chung rượu cúc nữa. Cuộc tiệc sắp đặt có lớp hẳn hồi mà người ta ở đâu chẳng thấy. Khi ấy, Trung hậu đang lúc bụng đói Ăn một hơi hết những mấy món kể trên Ăn rồi phát ách đổ mồ hôi Ngước cùng mình gãi hoài không đã Khi đó Trung hậu trở nên buồn bã Biết vậy chẳng nên cố thật Mà bị cành thông Lần hồi từ giả Xa đi tới hậu cung Lại thấy riêng một bầu thế giới khác Cuồn cuộn xuôi dòng nước chảy Trên bờ tơ liễu buông mành Cảnh thiên gia đã lịch lại thanh lại có một cây cầu bắt ngang qua bến. trùng hậu mới nói thầm rằng, chắc là trâu và rồng cọp cùng nhau cắn lộn, nên nó làm đau bụng, lại thêm ngứa ngẫm cùng mình. Bốn bề thinh lắng không ai, tắm một cái chắc là phải biết. Nghĩ rồi, liền tới bên gốc cây liễu, cởi hết xi si máu nhảy ầm um xuống sông, ấy lặn hợp sức thảnh thơi. Đây nói về Đại Lạc Lữ, tiên thiên và ba vị đại sĩ là Nam Hải Quan Âm, Dân Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát dân chỉ ngọc đế đằng dân ở trên không thấy vô diệm còn đang hụp lặng giữa sông liền niệm chú mê hồn rưới nước cam lồ vào mình trung hậu trung hậu tức thì thay da đổi lốt thành ra một tiên nữ tốt tươi còn lúc quỷ dạ xoa thì nằm ngửa ra như thay chết đuối còn trung hậu dây lâu mới tỉnh nó thấy vừa buổi bước lên lại thấy có thây ma trôi gần một bên chung hậu mới thức kinh hồn mất vía bèn nghĩ thầm rằng nghe nói sông thiên hà là nơi sạch sẽ sao nay lại có thây chết đuối ở đây vậy mau mau lội lên nếu ở đó lâu sẽ lây mùi ô uế nghĩ rồi lật đật lội lên bờ ngó rọi thấy thây ma ấy bề dài một trượng tóc đỏ như son mặt có vàng xanh và lại nhanh nhăn tạo giúp. chung hậu thấy vậy cả kinh, vội lấy quần áo mặc vào và đặng đi chỗ khác. Thế ra đồ đã dài và rộng, còn hài mang sao lại quá gót hơn xưa. Bèn đứng suy nghĩ, có khi con yêu quái hồi nãy nó thù nên mới trộm thay y phục. Trong bụng dầu soi sụp sụp, phải biết vậy thì không tắm mà chi. Dùng dần khó nổi ở đi, bèn ngồi xuống bên bờ sông nghỉ mát. Lúc đó, Trần Tam Cô dâng lệnh Lê Sơn Thánh Mẫu đưa đồ y phục xuống đặng cho Trung Hậu dùng, lại giả làm người đi bán quần áo mà rao rằng Có ai mua quần áo không? Trung Hậu nghe có tiếng người, bèn ngó lên thấy một nàng con gái, mặt tợ hoa anh đào, mày dường như là dương liễu hình dung yếu điệu, cốt cách dịu dàng. Trung Hậu bèn kêu hỏi Bớ nàng kia, Bán áo xiêm gì hãy đưa ta xem thử Tam cô nghe kêu liền đi tới Trung hậu hỏi Vậy chứ đây là chỗ gì Xin nói cho ta biết với Tam cô đáp Đây là bồng lai lạc uyển Sông đó gọi là sông thiên hà Còn người làm việc gì ở đây Mà gặp ta đón hỏi Trung hậu đáp rằng Tên ta là Chung Du Diệm, nhân duyên sánh với vua Tề Tuyên. Vì thám địa quyệt, mãi đuổi theo yêu quái nên lạc đường, mới đi đến chốn này. Vì thấy sông trong, nên tấm mắt vui dày, đồ y phục ai đổi thay không biết. Tam cô nói, ấy cũng là thời may cho ngươi, nên có ta bán ở đây, dẫu cho lớn nhỏ béo gầy, cùng là dày vắng, cũng y như người một thức. nói rồi lấy gói áo quần mở ra đưa cho chung hậu coi rồi nói rằng đồ này thiệt là mắc lắm giá bán 300 lượng vàng rồng y như giá mới xong thiếu một ly không được chung hậu nói để ta mặc coi thử nếu vừa thì sẽ trả tiền tầm cô nghe nói biết liền vì người đi thám địa quyệt bạc tiền đâu có Biết như vậy liền miệng cười chúm chiếm Và đưa những đồ y phục cho Trung Hậu mặc vào Mặc rồi cái nào cũng y như có đo mà cắt trước Tam cô khi ấy mới giả dạ hỏi rằng Áo quần mặc có vừa không Tiền bạc đâu đặng ta về kéo trễ Trung Hậu nói Tiền bạc ở đây không có Áo quần là đổi áo quần Nghe chẳng Nghe ta cũng làm thinh Người có muốn tính sao thì tính Tam Cô nói Mi dù có sức mạnh Ta đây cũng chẳng yếu gì Có đánh thì đánh chơi cho rõ tài cao thấp Nói rồi sắp vào đánh Trung Hậu Trung Hậu cũng chẳng chịu thua Áp thần phục vô mà ẩu đã Vừa được ít hiệp Tam Cô niệm chú đằng dân và nói với Trung Hậu rằng Bớ chung vô diệm Ta giống thiệt là Trần Tam Cô Dân lời thầy đưa quần áo tới cho chị Vì chị đã thay da đổi lốt Còn đồ mặt trong mình Ấy là bảo bối tiên gia Thôi mau trở ra địa huyệt Cùng tuyên dương kết tóc trăm năm Nói rồi đằng dân bay thuốc, Trung hậu ngó theo lệ tạ Lê Sơn Thánh Mẫu Và các vị thiên tiên Lạy xong rồi mừng rỡ vô hồi Kế đó lại dạo chơi qua bên phía đông lên trên cầu coi cho biết khi chung hậu đi lên cầu gặp một đạo sĩ tóc bạc lông mày bạc mình mặc áo trắng đầu bịch khăn đen cầm cây quạt lông trắng bước tới nói rằng chung vô diệm chỗ này là thần tiên cảnh giới sao mi dám tới tắm rửa cho dơ uế sông thiên hà phạm tội trời ta quyết chẳng tha ta sẽ bắt mi cho tiên gia trị tội nói rồi hóa phép thần thông làm cho trung hậu tối tâm mặt mày giây lát mới tỉnh lại thì đạo sĩ đâu mất ngó thấy giữa cầu có một miếng giấy trung hậu lượm lấy coi thấy có mấy câu như vậy bốn chín ba mươi sáu gội đổi hình dung đồ tiên gia rất quý ăn những cọp với sòng vua tuyên dương yêu chuộng lại đến rước chánh cung cha mẹ càng vinh hiển phước lộc thiệt khôn cùng khi trung hậu xem tờ giấy xong rồi nhưng còn đang đứng đẫm nghĩ lại thấy một vị tiên nữ bước tới chào hỏi rồi nói rằng tôi dâng lệnh lê sơn sư trưởng mời nương nương tới có việc hỏi han trung hậu hỏi bây giờ thánh mẫu ở đâu tiên nữ nói Đường đường hãy đi theo tôi Hai người đi chẳng bao lâu Đã tới tử tiên cung Thấy lệ sơn thánh mẫu đang ngồi trên tòa sen Trung hậu bước tới quỳ lại xong rồi Thánh mẫu mời ngồi Và truyền tiên nữ dọn yến dâng lên Thầy trò ngồi uống rượu với nhau Thánh mẫu mới nói rằng Thầy trò phân biệt đã 18 năm chẳng Bây giờ thầy dẫn con xuống đây Đổi dung mạo và cho thêm phép báu bấy lâu nay thầy thương con một nỗi vì tai nạn hãy đang còn nhiều nên thầy đòi đến cho con thêm một cái cửu khúc liên hoàn một cái triệu thần bài và một cây tru thiên kiếm để phòng khi chinh chiến con lấy đó mà đỡ thân bây giờ con mau học ngũ lôi thần chú cho thuộc lòng đặng phòng sau này đức thanh châu ngô khởi tạo phản có chí tôn lão tổ lại mong báo oán Nói rồi, lấy những đồ bảo bối ra giao cho chung hậu Kế thấy Thái Bạch Kim Tinh bước tới thưa rằng Tới giờ ngọ thiên môn đóng lại Mẫu đoan tinh không nên ở đây lâu Lúc đó, thầy trò đứng lên từ giã nhau Chung hậu lại tạ thánh mẫu Rồi mau mau rời gót Khi chung hậu ra khỏi tử tiên cung Có một tiểu đồng dẫn đường đi trước Đi vừa tới một khóm rừng tre thấy một con hươu ở trong rừng chạy ra trên đầu đơm hai gạc nơi miệng có bốn nanh muốn tới cắn chung hậu chung hậu hoảng kinh cũng hua gươm mà cự một lát chung hậu đảo qua lộn lại chém trúng con hươu một gươm nơi vai con hươu bị thương liền chạy vào rừng mất ấy là nguyên hình của chí tôn lão tổ thành chánh quả nên được lên cõi tiên nay bị chung hậu chém trúng một gương, chắc là ngày sau lại gây nên thù oán. Nói về chung hậu đi theo thiên đồng ra khỏi rừng tre, thì đã tới thiên hà kiều, lại thấy kim tinh đi tới hối rằng Bây giờ đã cận ngọ, mẫu đoan tinh không được ở lâu. Chung hậu từ tả cúi đầu đi dây lát đã tới cửa ô khi trước tiền đồng tới đó từ biệt trung hậu trung hậu vừa bước ra khỏi thạch môn thì cửa đá tức thì đóng lại vô diệm có thấy thứ bề sáng chói lại có một cái hộp đá để giữa đường đi mở ra xem qua trong hộp có ba món những là kim khôi hồng bào và kim giáp trung hậu được ba món nữa cả mừng liền ôm hộp đi luôn và nghĩ thầm rằng ấy là của tiên gia cho ta để dùng theo việc binh chiến. Nghĩ như vậy, rồi cũng cứ theo đường cái mà đi. Khi đi được một đội nữa, thì đã thấy cái giỏ và con bồ câu hãy còn. Trung hậu mừng rỡ bước tới, thả cho chim bay lên trước, rồi bưng hộp đá ngồi vào trong giỏ, đợi cho quân sĩ rút lên. Nói về vua tôi tuyên dương, từ khi cho Trung hậu xuống thám về quyệt tới nay, đã được bảy ngày đêm, vua tôi đều ở đó thường xuyên mà đợi. Tới lúc này thấy con chim vừa mới bay lên, thấy đều mừng rỡ, liền truyền quân áp lại, cầm dây rút giỏ. Vài lát chung hậu đã lên khỏi địa quyệt. Tuyền vương và bá quan ai nấy xem thấy thất kinh mà rằng không phải chung quốc mẫu, chắc là yêu quái hiện hình ra đây. Trung hậu nghe nói cả phiền, bưng cái hộp đá phân phân đi tuốt. Chẳng thèm ngó tới ai, cứ một đường thẳng rướp về chiêu dương cung. Lúc đó, thiên tử với triều thần kéo ngược chạy xuôi và bàn luận cùng nhau rằng Trung hậu đã bị yêu tinh ăn thịt nên mới hiện nguyên hình về đây. Vì có sao hồi trước, Trung hậu có hơn một trượng ngoài mà bây giờ lại còn chừng bảy thước. Diện mạo thì khóp dần, Sao bây giờ như bông như hoa Thiệt độ yêu quái chẳng sai ngoa Quần ngựa lâm phải theo bắt cho đặng Yến Anh bước tới tâu rằng Quả thiệt là chiêu dương trung hậu Chẳng phải là loài yêu tinh đâu Hồi trước Ngu thần đã tâu rõ nương nương chẳng phải là người phàm tục vốn thiệt là tử tiên cung đệ tử Cháu ngoại bà Lê Sơn Thánh Mẫu Mẫu đoàn ấy là tướng tinh người sinh trưởng ở Diêu Trì Long Uyển. Vì hội bàn đào buôn lời phỉ bán, nên thánh mẫu mới đầy xuống phàm trần. Lúc giả dạ xoa mượn bấy lâu làm thân, đầu thai làm con chung viên ngoại. Năm nay 36 tuổi, đúng ngày đương đương cải cốt khoáng dung, đã ấn mộng cho bệ hạ khi trước rõ ràng, ngu thần lại dân bày tỏ rõ. Tường vườn nghe nói nhớ lại mừng rỡ cười rằng, trẫm nhờ phước tổ tông nên trời mới cho tiên cô xuống như vậy bây giờ biết tính sao hãy mau mau theo rước chánh cung mới đặng tuyền dương nói rồi lật đật chạy trước bá quan đều hộ giá theo sau càng đi theo chung hậu đi càng mau thiền tử và bá quan thấy đều mỏi gói chung hậu đi mau phơi phới tới chiêu dương cung cung dân không biết là ai bèn truyền rằng đóng cung môn lại cho mau nếu trễ nải lấy đầu làm lệnh cung quan chẳng dám chối cãi liền bế cửa cung lại tức thì trung hậu bưng hộp đáp vào trong cung rồi truyền thị nữ dân trà giải khác khi cung nữ dân trà lên trung hậu ngồi trên long sàng mà dùng trà rồi mở hộp đá ra xem thì còn đủ bảy món bảo bối lại truyền cung nữ lấy kiến cho mình xem hình. Trung hậu cứ ngồi soi ngắm nghĩa hoài. Xưa sao xấu có một không hai, nay lại lịch sự như tiên nữ. Kế đó thuộc lại sự tích cho cung nhân nghe. Từ khi xuống thám địa huyệt, nhờ thánh mẫu cho phép mới được đổi da thay thịt. Cung nhân nghe nói ai cũng vui mừng. Trung hậu lúc đó mới nghĩ rằng, Ai già vào cung đã 18 thu, cha mẹ chẳng có chút nào nhờ ơn vua. truyền Dương thiệt là bất nghĩa chi phu. Cứ hiềm nổi ai gia sủ hậu, chẳng nghĩ công đánh nam dẹp bắt. Em ta chết cũng vì nước vì nhà. Lần này là lần thứ ba, hãy về thương sơn. Thăm cha viếng mẹ. Nghĩ rồi, liền truyền cung nữ đem chiếc mật ra, viết một phong thư để lại, và dặn dò các việc phải y như lời. rồi truyền đem đao mã ra gói theo những đồ bảo bối từ biệt cung nhân cầm đao lên ngựa đệm chúa đặng dân bay tuốt về thương sơn pháp mã nói về tề tuyên dương khi đi tới chiêu dương cung thì thấy cửa cung đã đóng lại tuyên dương phán hỏi yến anh rằng này chánh hậu có ý bất bình về trẫm bế cửa cung lại bây giờ biết tính lẽ nào Yến Anh liền bước tới tâu nhỏ rằng Phải làm như vậy, như vậy Tuyên Dương cực chẳng đã cũng phải nghe lời Bèn nói rằng Có điện hạng giá ngự tới biến chung nương nương Thiên tử kêu réo một hồi Đã hết hơi mỏi cổ Chẳng nghe có tiếng ai trả lời Thiên tử không biết tính kế gì Lại truyền trị điện tướng quân kêu nữa Lúc ấy trời cũng vừa gần tối cũng không thấy tâm hơi yến anh mới tâu rằng xin bệ hạ hãy về cung an nghỉ để ngày mai tối sẽ kiếm kế phỉnh nương nương tuyên dương y lời liền giác ngựa về cung còn bá quan ai đều về dinh ấy nói về chung viên ngoại từ khi chung long chung hổ trở về thuật các việc chung thoại hoa đã bị tử trận còn chung hậu đắc thắng đã về triều rồi vợ chồng viên ngoại nghe rõ mấy lời đã mừng cho con lại thương cho cháu tính sửa soạn rước thầy làm chay ba thức cầu cho siêu độ dông linh vợ chồng đang hồi suy nghĩ chung hậu ở trên không thình lình sa xuống nói rằng con là chung du diệm ngày nay về thăm viếng mẹ cha vợ chồng nghe nói ngó ra tưởng đâu một vị tiên nga dáng thế hay là linh hồn của chung Thoại hoa tam Bụi hiện nguyên hình về thăm đây trung hậu thấy không ai dám nhìn liền xuống ngựa bước tới thưa rằng việc chi trước con đều bỏ hết xin kể việc gần đây cho cha mẹ nghe khi con đi tương gian phó hội chung thoại hoa bị yêu đạo bỏ mình con đã dặn huynh trưởng đinh ninh về có thiệt sự tình cùng cha mẹ con thì ban sư về nước rồi cái thám địa huyệt đi lên tử tiên cung đến ngân hà tắm gọi hóa chân dung ấy là nhờ tôn sư thánh mẫu lúc giờ rồi Tuyền dương thấy đi theo kêu réo còn hóa phép ngũ độn về đây trước thăm cha mẹ sau so biến hai anh trong ba ngày thì thiên tử sẽ tới đây ắt là toàn gia dinh hiển trung hậu nói rồi chạy tới ôm chung lão bà khóc mùi lúc đó cả nhà ai cũng đều tin mới sửa soạn rượu trà cơm nước cha mẹ thấy đều mừng rỡ anh em cùng nhau cái việc sau xưa kế truyền gia đình dọn dẹp đợi chờ đặng phòng ngày tiếp giá Đây nhắc về tề tuyên dương trở về cung an nghỉ một đêm rồi qua ngày sau truyền bá quan hộ giá tới cung chiêu dương kêu nữa cũng không thấy ai trả lời tìm giường cả dựng nổi xung truyền điền côn phá bể cung môn dắt nhau thẳng vào chiêu dương viện nội giám thấy kinh hoàng thất sắc quỳ xuống tâu biện một hồi rằng đường đường về thương sơn pháp mã rồi dặn chúng tôi không cho mở cửa có để một phong thư đó xin bệ hạ hãy xem thì rõ nguồn cơn tuyên dương truyền lấy thư ra coi thấy có mấy lời như vậy trùng vô diệm cúi đầu trăm lại Kính đôi lời gửi lại tuyên dương Kể từ ngày trưởng ấn chiêu dương Hề bao xiết trăm đường lao khổ Xã tắc đặng dưỡng bền củng cố Cha mẹ không võ lộ hoàng ân Trên chính trùng ở dạ bất quân Cứ thiên ái một thân hạ thị Thần hậu thiệt là tử tiên cung đệ tử Nay thám huyệt rồi Cải hóa chân dung Về thương sơn cho cốt dục trùng phùng thăm cha mẹ và vui vẻ cùng anh chị. Như thiên tử có lòng suy nghĩ, tế thường sơn nạp thể hôn trang, lộ kết dụi tàn sắp đường, như vậy mới phụng loan sum hiệp. Tuyền Dương xem thư rồi nói với Yến Anh rằng, Bây giờ muốn gặp chung Hậu cũng chẳng khó gì, chẳng qua là dàn sắp đầy đất và kết tuổi treo bông. Nhưng mà trẫm nghĩ lại, con năm nay đã 16 tuổi, mà mẹ muốn đi cưới sao nên ấy là chung hậu muốn làm nhục quả nhân mới bày ra như vậy. Yến Anh tâu rằng: "Số là lúc trước bệ hạ không có đi cưới, nên bây giờ phải tới mà trả lễ năm xưa. Cuộc đời ở mạng lạc phải cho vừa, đừng có khi nắng quá lại có khi mưa quá." Tiên Dương nói: "Thôi thôi, tiên sinh hãy đi theo bảo giá." hai con cũng phải đi theo ta. Ngựa lâm quân lụa lấy ba ngàn, vàng đem theo một trăm dạng lượng, và đồ lễ vật đem theo cho đủ. Còn phận tiên sinh phải coi mà sắm sửa cho quả nhân. Yến Anh cười và tâu rằng, Tôi xin đi làm mai, muôn việc đều xong cả. Nói về Điền Côn, dân lệnh đi điểm ba ngàn quân ngự lâm. Điền đơn vào nội vụ lấy những đồ vàng bạc, Yến Anh thì coi sắp đặt Ai nấy làm xong rồi và phục chỉ cho Tuyên Dương hay Tuyên Dương cảm mừng Bảo Điện Chương ở nhà quyền coi chánh nước Còn Liêm Thoại Hoa cũng đi theo Rước quốc mẫu về Tuyên Dương nhận lời rồi truyền phát pháo khai thành Xe ngựa rần rần rộ rộ Chỉ thẳng thương sơn tách dặm Đi chưa được ba ngày đã tới chung gia trang Quân bèn thối hồi tâu lại Yến Anh mời thiên tử tạm nghỉ nơi dịch đình Truyền vườn mới giết thiệp sai danh người đem vào thông báo Điền đơn bước ra lãnh mệnh Yến Anh cũng xin đi Và tâu với thiên tử rằng Nương đường vào cung đã 18 năm dư Mà cha mẹ người chưa đặng phong quan cáo Còn anh em người cũng chưa được hưởng lộc triều đình Bởi có ấy Nên đường đường có ý bất bình Nay ngô thần xin bệ hạ thân hành phong thưởng Tuyên Dương nói Mặt thiên sinh chiếu theo quốc lệnh trẫm sẽ y như lời Yến Anh truyền nội thần đem văn phòng tứ bổ ra chiếu phong cho chung viên ngoại làm chức thái sư Chung lão bà làm chức hỗn hải tự thư thái quân Hai quỷ quốc cụ phong chức tả hữu tiên phong Bỗng hưởng chiếu theo phẩm trật Biết rồi đóng ấn lại Truyền quân khiên lễ vật đem theo Đi tới cửa đốt pháo gian dậy quân gia đình chạy vào thông báo khi điền đơn và yến anh đưa thiệp danh cho gia đình bảo đi vào báo cho chung viên ngoại hay vợ chồng nghe có thiên tử giá lâm sửa soạn đặt bạn hương án mà nghinh tiếp lại sai người vào báo cho chung hậu hay chung hậu cũng mừng đi ra trước trung đường mời yến anh vào điền đơn đi trước mẹ con thấy mặt vui mừng Yến Anh bước vào làm lễ quân thần Trung hậu khiến người đỡ dậy Yến Anh bèn quỳ đọc mấy lời thánh chỉ Giờ chồng Trung viên ngoại và mấy người con đều lạy tạ ơn vua Trung hậu lại phán hỏi rằng Bây giờ thiên tử ở đâu Hay là chê nhà ai gia chẳng tới Yến Anh tâu rằng Thiên tử lấy làm hổ thẹn Đã 40 tuổi mới đi cưới chánh cung nên sai tôi làm mai cho xong, rồi thiên tử xe rồng sẽ tới. Chung hậu nói, tiên sinh hãy về tâu lại, phải y như lời A gia để lại tại cung. Thắp đèn kết tuổi treo hoa là một cái lông phụng kiệu, vàng bày ra đầy đất, để ban cấp cho dân thương sơn tần tật bần cùng gọi là của ai gia đi lấy chồng cho những kẻ trong dòng hương quán Yến Anh dâng lời về tâu cho thiên tử hay Tiền dương phán y như lời Yến Anh và Điền Côn liền truyền quân ngựa lâm Khi những đồ vật vào trong phủ thái sư làm y như vậy Trong giây lát trở về phục chỉ Yến Anh và Điền Côn hội giá thiên tử tới phủ thái sư Đầy tay pháo nổ gian trời Trong ngoài những người đều chen chật đất Bác âm trỗi tiếng đàn tiếng địch Tam quân đều tiếng hát tiếng hò Vợ chồng Chung Thái Sư trong cửa bước ra Chung Hậu cũng theo sau tiếp giá Gặp nhau rất nên mừng rỡ Tuyên Dương thì lễ ra mắt vợ chồng Chung Thái Sư Vợ chồng Thái Sư cũng quỳ lạy tung hô Thiên tử lật đật đỡ dậy Và rồi vào giữa từ đường Làm lễ ra mắt tổ tông Xong rồi đồng ngồi trà nước Chuyện giảm với nhau Yến Anh bước ra tâu rằng Bây giờ đã tới giờ hoàng đạo xin phát pháo mà nghinh hôn tuyên dương nghe tấu nhậm lời điền côn kiếp truyền ngựa lâm quân phát pháo chung thái sư đưa chung hậu lên kiệu Tuyền dương cũng từ giả nhạc gia hai hàng đàn địch sướng ca chỉ lâm tri tấn phát Tuyền dương ngồi lông xa đi trước chung hậu ngồi phụng kiệu điêu sau điền đơn và điền côn của ngựa theo hầu đi chẳng mấy ngày thì đã tới lâm tri đại địa khi thuyền dương và chung hậu về tới triều môn bác quan đầu ra nghinh tiếp thiên tử và quốc mẫu đi thẳng vào kim loan điện Bá quan với tam cung lục diện đều tới triều bái xong rồi thiên tử truyền nội thần dọn yến vừa tôi đều hỉ lạc cùng nhau lúc này ca nhi vũ nữ khóc đầu quỳ dân rượu trước sau thay đổi thuyền dương bèn buông lời phán rằng Hạ Nghênh Xuân phải búa hát cho quốc hậu xem chơi, nếu chẳng dân lời thì quả nhân trị tội. Hạ Tây Cung thấy Tuyên Dương làm bí mật, thì giận ngó lườm lườm. Trung hậu tiếp lấy nói rằng, Ai già nghe Dương muội có muối ca có tiếng, xin giúp vui trong tiệc một đôi câu. Hạ Thị cực chẳng đã, phải bước tới trước Kim Đình múa hát một hồi. Trung hậu xem thấy mỉm cười Tuyên dương cũng là đẹp dạ Hạ thị vội vàng cứu tạ Tuyên dương nổi giận Muốn đã tay cung Trung hậu khuyên giải vui lòng Ép hạ thị hãy đàn thêm ít chập Trước đàn khúc tương phi oán mộ Sau tiếp đàn binh phụng cầu hoàng Tiếng đàn dịp với tiếng ca sang Trung hậu lại truyền cung quan châm rượu Trước thưởng tài tây cung hạ thị sau đền ơn các vị triều thần bá quan uống mãn ba tuần hạ thị cũng tạ ơn quốc mẫu nói về ngô khởi đang khi tiệc rượu lại giới tới lỗ lâm công chúa chồng nam vợ bắt đôi phương biết làm sao được loan hoàng vui hiệp lúc ấy liếc mắt xem qua trong tiệc thấy nghinh xuân sắc đẹp cũng chẳng kém gì vợ nhà đồng tình ngó lại viết qua thấy hạ thị như là có ý bốn mắt nhìn nhau ngấp nghé đôi tình như tỏ với nhau tiệc mãn rồi thiên tử bãi chầu vợ chồng đều tới chiêu dương cung viện đêm gia tịch kim long xuất hiện cùng nhau về cái nước duyên ưa thỏa tình thần nữ mây mưa trời cứu hẹn đặng nhờ ơn gió lộ còn hạ nghinh xuân khi trở về cung rồi nghĩ tới sự tuyên dương làm nhục mình thì nằm an chẳng giấc trách thiên tử ở lòng bất tráng giận chiêu dương đêm dạp vô nghì bây giờ vô diệm diện mạo phương phi thì bổn phận mình cũng khó bề sủng hạnh trong tiệc may ngó thấy ngô phò mã anh hùng hảo hớn biết làm sao cho được giày hiệp phụng loan bệnh tương tư như lửa đốt gan lụy sầu não lại càng lai láng một mình luống đeo sầu ngậm tuổi căn bệnh này biết ngót cùng ai sân rêu chẳng vẽ giấu hài trong cung cấm hàng ngày tư tưởng. Đây nói về ở trên Thượng Giới, khi Ngọc Hoàng Thượng Đế Lâm Triều, Thái Bạch Kim Tinh bước ra tâu rằng Nơi Điện Hằng với vô diệm trùng hôn phối hợp, ứng theo ngày thì Kim Đầu Long phải Giáng sinh và sai các vị tinh quân đến xuống dương trần đầu thai tá trợ. Kim Tinh đầu rồi, Ngọc Đế chuẩn y như lời. Thái Bạch bèn dẫn Kim Đầu Long và các vị tinh thú khác xuống dương trần mà đi đầu thai. Còn chung Hậu đêm đó cũng nằm chim bao thấy một vị thần Bạch Giáp tới nói đem cho một vị thái tử rồi biến đâu đi mất. Kể dài lát lại thấy chung Thoại Hoa tới khóc và nói rằng Em từ khi bị tay thần yêu đạo tấm hồn trung cứ phưởng phất trên không xin quốc mẫu tao cùng thiên tử ban cho chút ân phong được chỗ nương dựa cho thỏa lòng trung nghĩa nói rồi thì khóc hòa lên trung hậu cũng mũi lòng mà khóc theo con về tuyên dương nghe tiếng khóc giật mình thức dậy hỏi trung hậu rằng Ngựa thê làm sao mà khóc như vậy kêu luôn ba bốn tiếng Trung hậu mới tỉnh giấc chim bao Bèn thuộc hết các việc lại cho thiên tử nghe Tuyên Dương nói Thôi để mai trẫm lâm triều Sẽ phong cho Dương Di một chức Trung hậu tạ ơn Rồi vợ chồng trò chuyện cùng nhau Thì trời vừa sáng Cung nữ dân trà đước xong rồi Thiên tử sửa soạn lâm triều hậu vệ đỡ trước cung môn ứng trực Tuyên Dương từ giả chung hậu bước lên Long xa thẳng tới Kim Loan Điện. Bá quan trừ bái xong, thiên tử gián chỉ sai quan lễ bộ, sắc phong cho Dương Di là chung thoại qua, làm chức trinh liệt nhất phần phu nhân. Quan lễ bộ dân chỉ lui ra, kế thiên tử truyền bãi chầu, bá quan về dinh an nghỉ.